Ok, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đi đến chương 2. Chương 2 Foundation. Thì ở trong chương 2 này mình sẽ tập trung vào một số các cái keywords. Thì cả nhà có thể đọc thêm ở trong sách. Linh sẽ đi qua một số các keywords chính. Thì ở trong này mình sẽ có alpha acceptance test, test chấp nhận này. Alpha test, beta test là một kiểu test chấp nhận. Một cái thì alpha thì mọi người nhớ rằng là A với B thì A gần hơn, thì tương đương với alpha sẽ là thực hiện tại môi trường của mình phát triển, còn beta thì nó sẽ thực hiện ở môi trường của customer. Hai cái này đều thực hiện bởi customer. Change related testing thì nó liên quan đến là test liên quan đến sự thay đổi. Còn một cái nữa là cái từ này là từ viết tắt của một ứng dụng liên quan đến kinh tế nhá. Ứng dụng liên quan đến thương mại kinh tế. Rồi component là test được mức độ các cái thành phần của một hệ thống. Sau khi mà mình làm xong rồi thì mình sẽ tích hợp vào với nhau để test. Ví dụ như module A mình làm xong rồi này, và mình làm xong rồi module B nữa thì mình sẽ tích hợp lại với nhau. Component testing là test từng phần, từng module nhỏ một đấy, là module A mình làm xong test luôn. Confirmation test có nghĩa là trong quá trình sau khi mình test này, mình bật bước lên này, sau đó là developer fix. Fix xong rồi thì mình sẽ test confirmation test. Test liên quan đến contract, contractual acceptance testing thì nó liên quan đến test về các hợp đồng. Tùy từng dự án mà mình có cái phần test liên quan đến hợp đồng. Function test là liên quan đến test cái tính năng của hệ thống. Impact analysis thì liên quan đến test phân tích cái sự ảnh hưởng. Khi mà tính năng mới được ra đời thì mình xem cái tính năng mới này của mình có ảnh hưởng đến function nào trước hay không. Đó, nên là mình sẽ thực hiện phân tích mức độ ảnh hưởng. Integration testing là cái mức độ là test tích hợp. Test tích hợp ở đây nó có thể là gồm gì? Test tích hợp giữa component hoặc là test tích hợp giữa các hệ thống khác với nhau. Đó, test maintenance testing có nghĩa là sau khi mà mình đã release cái sản phẩm của mình rồi nhưng mà mình có tính năng thêm mới, tính năng để bảo trì đó, thì mình sẽ check quy trình test maintain. Năm function là liên quan đến test hiệu năng của hệ thống, test về cái độ chịu tải của hệ thống, test về cái sự thời gian trả phản hồi về một cái request, một cái yêu cầu của hệ thống như thế nào. Test operational acceptance test là liên quan đến test cái việc triển khai, test cái việc vận hành, ví dụ như cài đặt này, rồi bỏ cài đặt này, rồi một số cái khác nữa ở thì trong cái tiết mình sẽ có đó. Regression test nghĩa là test ở này nó liên quan đến mình test cái phần không bị thay đổi xem nó có bị ảnh hưởng bởi cái phần thay đổi hay không. Regulatory acceptance test là liên quan đến test về các cái quy định, các cái luật đó. Rồi sequential development model là mình liên quan đến cái mô hình phát triển là tuần tự. Mà system integration test đó là mình test tích hợp với các hệ thống với nhau. System testing là mình test hệ thống, thường cái này là test function. Test basic là những cái tài liệu đầu vào để cho mình thực hiện cái quá trình phân tích để mà viết thiết kế. Test case nó là cái bước của test design. Sau khi mình phân tích, mình tạo ra test ở mức độ high level thì sau đó mình sẽ viết cái test case một cái chi tiết. Test environment là cái môi trường để mình thực hiện test. Test level là các cái mức độ test component á, component integration á, acceptance test á, đấy là các cái test level. Test objective nghĩa là sau khi mình developer người ta code xong rồi, người ta build lên rồi á, để cho mình test á, thì cái mà người ta build lên cho mình test thì nó gọi là test object. Test objective thì mình học ở chương 1 rồi, nó là các mục tiêu của test, đúng không? Mình có prevent effect này, mình có kiểm tra xem cái tài liệu nó đã đầy đủ hay chưa, rồi check cái test object xem nó có đầy đủ và hợp lý hay chưa, rồi sau đó mình sẽ build sự tự tin của sản phẩm của mình đó, cũng như là tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, các tiêu chuẩn, các cái luật. Rồi test time đây là các cái loại test, đối với tùy dự án mình sẽ áp dụng các loại test time khác nhau, hộp đen, hộp trắng đó, và một số cái khác nữa nhé. Đi và chi tiết thì mình sẽ nắm hơn. Cái kiểu tiếp theo là user acceptance test, test chấp nhận đó. Rồi kỹ thuật liên quan đến qua test, test hộp trắng. Rồi mục tiêu của chương 4 thì mình nắm với mục tiêu như sau. Đầu tiên mình sẽ hiểu về các cái mô hình phát triển phần mềm này, mối liên hệ giữa các cái hoạt động phát triển và hoạt động test trong cái mô hình phát triển phần mềm như thế nào. Và mình sẽ nắm về các cái
cái lý do để mà một cái mô hình phát triển phần mềm nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh của dự án cũng như các đặc điểm của sản phẩm. Đến phần thứ hai của mình thì mình sẽ đi về các test level, mình sẽ so sánh các cái sự khác nhau của các test level như này như thế nào. Rồi đến cái phần thứ ba là mình sẽ đi về các cái test time. Test time mình sẽ compare, mình sẽ so sánh các function, non-function và one box test. Rồi sau đó mình sẽ đi liên quan đến một số khái niệm liên quan đến confirmation test này, test xác nhận này, rồi regression testing. À, mục tiêu số 4 của mình là mình sẽ đi summarize các cái trigger, các cái điều kiện để mà khiến cho cái việc maintain testing mình sẽ xảy ra. Đó, mình sẽ thực hiện là mô tả về cái việc cái role để mà phân tích cái sự impact trong cái việc test mình trên. Rồi, mình sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên, đó là liên quan đến cái mô hình phát triển phần mềm. Thì ở đây có một số mình số cũng đố đặc điểm của một cái mô hình phát triển phần mềm mà trong đó nó có những cái đặc điểm rất là tốt cho testing. Thì ở đây á, cái đặc điểm tốt của mình đó là gì? Mỗi một cái hoạt động phát triển thì mình sẽ có một hoạt động testing. Đó, cái câu này cái nhà nhướng nhá, vì nó cũng hay xuất hiện trong đề thi này. Đó. Cái câu thứ hai đó là gì? Mỗi một cái test level thì nó có một cái mục tiêu đặc trưng của cái test level đó. Ví dụ như component test thì gì? Mục tiêu của nó phải là gì? Nó đọc code, nó phân tích code để mà test cái code. Thì đấy, thì cái mục tiêu là mình sẽ tìm ra cái defect ở trong code, chứ không phải là mình chạy system. Đó thì bởi vì do cái đặc điểm của mỗi một level nó đã khác nhau rồi, cho nên mình sẽ có các mục tiêu test riêng cho cái level đó. Còn cái mà mỗi hoạt động phát triển sẽ có một cái hoạt động test tương ứng, thì mọi người tưởng tượng ra cái mô hình gì? Cái mô hình chữ V nhé. Cái mô hình chữ V ở phía dưới này này. Đó, thì mọi người thấy không? Thì ở đây là mỗi một cái giai đoạn phát triển thì mình sẽ có một cái giai đoạn test tương ứng. Đó. Thì mình dùng ra cái hình cho dễ nhớ. Rồi, cái thứ hai ấy, à, cái thứ ba đó là gì? Cái quá trình thực hiện phân tích và design thì cho cái level được đưa ra thì nó sẽ bắt đầu xuyên suốt đó, tương ứng với cái hoạt động phát triển. Cái thứ tư đó là tester nhà mình sẽ tham gia vào cái việc discuss vào cái tài liệu về requirement cũng như design khi mà nó đang ở cái bản draft nhá, chứ không phải là khi mà nó đã kết thúc xong rồi mình mới tham gia đó. Và ở đây thì mình cái testing của mình ấy, thì lên start một cách sớm nhất ở cái giai đoạn sớm sớm trong cái mô hình phát triển phần mềm. Và đây mình có hai cái mô hình điển hình, đó là mô hình tuần tự và mô hình lặp tăng dần. Mình đi vào câu hỏi nha cả nhà ơi. Rồi câu hỏi đầu tiên này cả nhà, ở trong cái đặc điểm nào dưới đây nó là một cái điểm rất là tốt của cái testing, của cái testing tốt. Thì ở đây cái số 1 của mình là gì? Mỗi một cái hoạt động phát triển thì mình sẽ có một hoạt động test tương ứng, đúng không? À, mỗi một test level thì nó sẽ có một cái gì? Có một cái mục tiêu cụ thể cho cái level đó. Rồi quá trình test và design cho cái level đưa ra thì nó gì? Nó sẽ bắt đầu xuyên suốt với cái hoạt động phát triển tương ứng. Rồi, cái thứ tư là tester sẽ tham gia vào việc discuss và review. Thì ở đây là mình thấy là cứ làm không cho nó tiếp hết á. Ok chưa? Vì thế là đáp án của mình ở đây là tất cả đều đúng này. Vì thế mà đáp án tham gia là câu B. Rồi. Câu số 2 này. Ở các statement được đưa ra dưới đây về cái mối liên hệ giữa cái hoạt động phát triển và cái hoạt động test trong cái phần mềm, trong cái quá trình phát triển phần mềm cũng. Thì câu hỏi ở đây là gì? Câu hỏi ở đây là gì? Cái nào dưới đây là chính xác để mà chỉ ra là cái nào là đúng, cái nào là sai. Ok, thì mình có thể bắt đầu có cái mẹo ở đây như vậy này. Có cái mẹo ở đây này thì mình nhìn A B C D được chưa? Thì mình nhìn thấy đấy, chu này bắt đầu 1, 2, 1, 1, 1. Thì mình thấy con số 1 đây rất là nhiều. Ok chưa? Thì mình sẽ nghiêng về đáp án số 1. Nếu mà ở đây đáp án 1 mà có sai á,
thì tương đương mình sẽ loại được luôn, đúng không? ACD. Còn nếu đáp án một đúng thì mình đi tiếp, mình sẽ không mất thời gian để đọc nhiều về đáp án B. Ok chưa? Nhé. Rồi. Ở đây số 1 xong rồi này. Thì cả nhà lại thấy gì? Ok, đọc con 1 đi ha. Rồi. Mỗi một cái hoạt động phát triển thì sẽ nên có một hoạt động test tương ứng, đúng đúng không? Ok. Vậy thì mình sẽ bỏ câu 2 đi, đúng không? Câu B không có câu một sai thì mình không cần sao nữa. Rồi, bắt đầu ở đây mình nhận thấy con A, con C và con D. Thì ở đây mình thấy gì? Bắt đầu đến cái hàng thứ hai thì mình thấy con 2 nhiều này. Ok chưa? Thì ok, mình sẽ chạy con 2 trước, đúng không? Nếu mà con 2 mà nó đúng thì tương đương mình sẽ lại con D mình không một nữa. Ok, mình sẽ đi câu 2 nhé. Cái việc review này, nó start sớm nhất ở cái final version. Ở cái final version của đọc của mình thì không có đúng, đúng không? Của mình là mình sạc từ giai đoạn draft, vì thế mà con hai nó sẽ không đúng, một con hai nó sẽ nằm trong nhánh nhánh phô, đúng không? Vì thế mà đây là bạn của mình sẽ loại được luôn này. Cái này hai chú hết thì tuy nhiên mình sẽ chia bạn đi luôn đấy cả nhà. Đấy, chưa nhanh không? Nhanh hơn đúng không nhỉ? Đó, thấy chưa nào? Nha, thế là một cái cách của mình đi trong bàn làm sao cho nó nhanh. Rồi đến cái mô hình tiếp theo của mình là mô hình tuần tự. Thì mình thấy cái mô hình tuần tự này của mình là mô hình Waterfall, là cái mô hình đầu điển hình cho mô hình tuần tự. Thì mình nhớ một cái là mình nhìn cái mô hình của nó là mình nhìn cái hình mũi tên này, cứ cái giai đoạn trước nó phải hoàn thành thì cái giai đoạn sau nó bắt đầu. Và đây ấy, thì cái giai đoạn test, cái hoạt động test của mình nó chỉ được xảy ra khi mà tất cả các hoạt động phát triển nó đã được hoàn tất. Có, mình nhớ cái từ này là vì có nghĩa là cái test của mình nó chỉ xảy ra khi tất cả hoạt động phát triển nó được hoàn tất, và những mô hình tương tự. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua đến cái mô hình chữ chữ V. Cái mô hình chữ V này á, nó là một cái mô hình mà ở đây thì là cái test mỗi một cái test level thì nó sẽ có một cái hoạt động phát triển tương ứng, một hoạt động phát triển tương ứng. Ở đây thì nó có thể có cái sự overlap giữa các cái test level ạ. Đó, nó có thể có sự overlap đấy. Overlap đây là sao? Có nghĩa là giống như là hai cái test level nó không được có sự về thời gian nữa. Đó, mà nó có sự chồng. Trong khi tôi đang thực hiện combo lần test thì tôi vẫn thực hiện test tích hợp với tôi thực hiện test combo lần. Đó, thì đấy là cái sự overlap. Đối với cái mô hình phát triển tuần tự chữ V này này, có một cái đặc điểm đó là mình sẽ triển khai cái phần mềm nhưng mà nó gồm đầy đủ các tập hợp cái tính năng, nhưng mà nó thời gian diễn ra của nó là liên quan đến tháng và năm, nhiều tháng và nhiều năm nhé, nhiều tháng hoặc là nhiều năm, thì mình có thể delete cái tính năng để đi tới các stakeholder và cái user của người dùng. Rồi mình đi tiếp đến cái mô hình lập tăng dần. Cái mô hình lập tăng dần này của mình ấy, thì nó là cái quá trình gì, mình chia nhỏ các cái future của mình ra để mình biết là mình sẽ làm cái future nào trước, future nào sau. Sau đó thì sau mỗi một cái lần lần lặp như vậy mình hoàn thành các cái future thì mình hoàn toàn có thể truyền lên cho khách hàng, và mình không phải chờ đến năm và nhiều tháng nhiều năm. Thì ở trong này mình có một số các cái ví dụ về cái mô hình phát triển lập tăng dần. Thì nó có cái mô hình đầu tiên là Modernizational Unified Process. Thì ở đây mình có cái đặc điểm của nó là cái thời gian của nó tương đối dài hơn, tương đối dài, cái vòng lặp của nó tương đối rất là dài, 2 đến 3 tháng. Đó. Đối với Scrum của mình thì cái vòng lặp của mình nó ngắn hơn. Đó, Scrum của mình nó có thể là gì? Nó tính là vài giờ, nó tính ra là đây, nó tính ra là một vài tuần. Đối với cái hotfix hay cái gì đó thì mình hoàn toàn có thể làm trong vài giờ. Cái thứ ba của mình là mô hình Kanban. Nó là đối với một số cái dự án mà khi ở cái giai đoạn chững rồi ấy, cái số task không có nhiều
thì mình có thể tiến hành Kanban, mình có thể fix hoặc không fix thời gian của một cái iteration, có nghĩa là khi nào mà mình có task thì mình cứ kéo đi mình làm vậy đó. Đó nó là nó không có nhiều task để mà mình tiến hành một cái fix cái thời gian để cho mình hoàn thành cái task đó, thì mình sẽ tiến hành mô hình Kanban. Còn mô hình xoắn ốc thì nó là mấy cái mô hình nó là một cái mô hình liên quan đến lập tăng dần, thì đi học mình cũng thấy rồi, nó theo hình cái hình hình con ốc mà mình thấy đó. Đầu tiên nó sẽ nhỏ dần này, sau đó thì nó sẽ mở rộng thêm đó, mô hình lập tăng dần của hình con ốc. Đối với cái mô hình này nó sẽ tham gia vào cái việc là tạo thêm cái experience mental. Đâu mình copy cái này ra mình cùng với nhau. Thì cái này nó liên quan đến việc tạo ra các bước để mà tăng cái sự thử nghiệm, đó là cái sự tăng dần đó của quá trình thử nghiệm. Một số trong đó có thể được lặp lại nhiều lần, thậm chí bị bỏ rơi trong việc phát triển tiếp theo. Ở đây có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là cái mô hình là phát triển tăng dần trong quá trình mình lặp á, thì có những thứ thì được lặp lại nhiều lần, nhưng mà có những thứ mình thấy không cần thiết thì mình hoàn toàn có thể bỏ ra khỏi vòng lặp này. Cả nhà có góp ý gì thì copy cho link cái phần này nha. Rồi, và đây là một số các cái đặc điểm của cái mô hình lặp tăng dần. Thì là cái đối với mô hình lặp tăng dần của mình thì các cái future của mình, đúng không? Mình lặp thì nó sẽ mua cái các future cái software của mình là sẽ tăng dần đó. Và ở đây thì mình thường á, là mình sẽ fix cái một cái duration cho một cái vòng lặp. Ví dụ như một cái sprint hiện tại á, của bên đây là tầm 2 tuần đó. Và mỗi một cái tính năng ấy, thì nó sẽ được test ở một vài cái test level. Cái team của mình ấy, thì mình có thể gì liên tục triển khai và phát triển phần mềm, cũng như là release các cái tính năng basic, từ basic cho khách hàng. Có những quá trình release của mình ấy, bởi vì cái thời gian của mình phát triển, mình đóng cái mình hoàn toàn có thể đóng cái vòng lặp của mình để mà release production luôn. Nên là tùy vào cái nhu cầu của khách hàng, cũng như là mình có một kế hoạch release, và cái việc release của mình nó sẽ được tiến hành thường xuyên hơn so với cái mô hình tuần tự. Và đây có một cái đặc điểm, đó là sau cái lần phát triển thứ nhất, cái lần thứ nhất đó, thì cái quá trình regression test của mình nó sẽ tăng cái mức độ quan trọng lên, bởi vì rằng là cái tính năng của mình đẻ ra nhiều hơn. Thì cứ sau cái sprint thứ nhất thì mình làm xong cái sprint thứ hai, thì các tính năng sprint thứ nhất mình sẽ mang là mình regression test đó. Tương tự đối với sprint thứ ba thì mình sẽ regression test các tính năng của sprint 1 và sprint 2 đó. Vì thế mà quá trình regression test nó sẽ tăng lên cái mức độ quan trọng lên. Các bạn để ý cái câu cuối cùng của mình để nói ở trong thì và cái này là giống như là các cái đặc điểm để mà mình có thể lựa chọn ra một cái mô hình phát triển. Mà cái mô hình phát triển đấy nó cần phải thích ứng với cái hoàn cảnh của dự án cũng như là của sản phẩm. Thì đầu tiên mình phải có dựa trên cái mục tiêu của dự án nhà mình, dựa trên cái loại sản phẩm, loại product của mình là loại gì, và dựa trên cái sự ưu tiên về cái business cũng như là cái sự rủi ro về mặt sản phẩm, về mặt con người, để mà mình sẽ lựa chọn một cái mô hình phù hợp. Và trong trong cái việc sử dụng cái mô hình phát triển phần mềm thì mình hoàn toàn có thể combine giữa các cái mô hình phát triển này với nhau. Ví dụ như trong mô hình chữ V thì người ta sử dụng để mà thực hiện là phát triển và test cho cái phần back end, cái phần rất thích hợp của hệ thống. Nhưng đối với trong cái phần mô hình ở, người ta lại sử dụng mô hình ở dài cho cái việc thực hiện là test function và test front end đó. Mình hoàn toàn có thể linh động để mà sử dụng các mô hình trong quá trình mình phát triển cái phần mềm của mình.
đến phần câu hỏi. Rồi mình đi vào câu hỏi thứ nhất, thứ ba này. Ở cái mô hình nào dưới đây là một cái mô hình ví dụ điển hình cho cái mô hình tuần tự? Hả? Thì mình có vi mô đồ này, design này, incremental model và waterfall. Thì waterfall là mô hình điển hình cho cái sequential development, mô hình tuần tự. Rồi câu thứ 4 này. Cái tuyên bố nào dưới đây về cái mô hình tuần tự là không đúng như này nhỉ? Đó, không đúng, not true. Ở cái việc thiết lập tài liệu requirement này, design này, view này và test. Cái test thì nó là một phần. Nó là một phần. Cái thứ hai của mình là bất kỳ một cái phase, bất kỳ một cái phase trong cái quá trình phát triển ấy, thì nó nên bắt đầu khi mà cái phase trước được kết thúc. Thì mọi người nhớ cái này rồi đúng không? Đó, thì mình nhớ cái hình ấy, là cái vẽ từ trên dưới theo mũi tên á, cái pin là đúng rồi. Và ở đó nó không overlap giữa các phase, thì mọi người thấy cũng đúng đúng không? Thì các phase hoàn toàn không có sự overlap ở trong cái mô hình á, tuần tự. Và ở đây là mình nói một cái trong cái việc thực hiện ấy, thì là mình có cái lợi ích để mà có feedback từ cái phase trước, thì đúng là mình sẽ có các feedback sớm từ các cái phase đi theo. Rồi câu đi là cái hoạt động test của mình ấy, nó chỉ xảy ra khi mà cả hoạt động phía trên nó được hoàn tất, đúng không? Đúng. Cái đấy mà đáp án của mình sẽ là câu A. Đó. Thì đây là một phần thì không có đúng đâu. Đó. Mà mình thấy mình chia ra lần lượt các cái phase rồi. Và mình chia đi từ trên xuống dưới. Vì thế mà cái quá trình thiết lập các thứ này là một phần. Trong hệ thống thì là không đúng. Vì thế mình sẽ là câu A. Rồi. Mình tiếp câu 5 này. Cái nào sau đây là mô hình điển hình của cái mô hình liên quan đến là lập tăng dần? Thì mô hình điển hình ấy sẽ là mô hình ở dài đúng không? Rồi cái câu thứ 6 là cái tuyên bố nào sau đây là nó về cái mô hình lập tăng dần ạ? Không có đúng. Thì ở đây câu A của mình là gì? Nó xảy ra khi mà một nhóm với cái tính năng được mô tả này, thiết kế này, build này và test cùng với nhau trong một cái vòng đời ấy, trong một cái vòng đời và thường fixed duration. Câu B của mình là gì? Các cái mình có thể nhận được các cái feedback từ những cái phase đi 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 theo đi sau đi theo đó. Có nghĩa là giống như kiểu là khi một cái giai đoạn là mình thực hiện là cái mô hình phát triển chữ V ấy. Đó, thì có nghĩa là ở cái giai đoạn design này thì mình hoàn toàn đã nhận được cái feedback từ cái giai đoạn trước của mình này rồi. Thì có lẽ là implementation thì mình cũng sẽ nhận được feedback của hai giai đoạn này. Hả? Cái câu mà cái này mình đang nói về mô hình lập tăng dần nhé. Đấy. Câu 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 C của mình là gì? Cái sự thay đổi cái sự thay đổi tới các cái future phát triển ấy, thì nó nó tiến hành trong một cái vòng lặp sớm hơn và nó có thể thay đổi cái phạm vi của cái dự án, thì đúng không? Thì giống như cái sau khi mình phát triển rồi thì mình thấy có cái gì đó cập thì mình sẽ có thể thay đổi. Thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi phạm vi của dự án. Rồi mình câu đi là mình có thể triển khai cái phần mềm có thể làm việc được với một cái sắp một cái tập nhỏ ở trong cái tập có tính năng chung của mình, đến khi triển khai đều như thế đến khi cho cái việc cái phần mềm cuối cùng nó được phát triển, nó được triển khai và cho tới khi dừng lại.
Chị cũng đi đúng luôn, vì thế mà cái này của mình này đó, đi theo công ty đi theo là không đúng. Đây, đáp án của mình này. Rồi, đáp án của mình câu B với câu B. Rồi câu số 7 này. Mô hình phát triển phần mềm nào nó nên được lựa chọn, mô hình phát triển phần mềm nó nên được lựa chọn và phù hợp dựa trên cái gì, đúng không? Thì mình vừa học xong, nó dựa trên mục tiêu của dự án này, dựa trên cái loại dự án, dựa trên cái sự ưu tiên về business này, dựa trên về cái sự rủi ro của dự án và sản phẩm. Câu mình là câu A. Rồi mình qua đến các test level. Các test level ở đây thì mình có gì? Có phần test component này, có test tích hợp này, có test system này, và có test acceptance test, test chấp nhận. Và ở đây nó có các cái mỗi cái test level thì nó có các đặc điểm follow các cái theo các cái thuộc tính ở dưới đây này. Đó là cái gì? Mỗi cái test level thì nó có một cái mục tiêu đặc trưng của cái test level đó, là có cái tài liệu đầu vào test đặc trưng của test level đó luôn, nó có cái objective, nó có các đối tượng test khác nhau luôn, nó có các cái lỗi, có cái lỗi fail, các cái lỗi defect và fail là điển hình của cái level đó luôn. Rồi mỗi một cái test level thì mình sẽ sử dụng các cái phương pháp tiếp cận khác nhau đó, và mình sẽ có các môi trường để phù hợp cho từng cái test level đó. Thì cái mục tiêu chung của các cái test level của mình ấy, thì nó gì? Nó đều là giảm thiểu sự rủi ro này. Mình sẽ kiểm tra cái function và non-function này. Sau đó mình sẽ build cái sự tự tin về cái chất lượng sản phẩm và về cái component cũng như system của mình. Mình sẽ tìm ra cái defect, mình ngăn chặn cái defect nó xảy ra cái mức độ cao hơn. Đó. Thì cái câu này cả nhà cũng để ý. À. Mình sẽ ngăn chặn cái defect xảy ra cái mức độ cao hơn. Ví dụ như mình test cùng một lần rồi thì mình sẽ ngăn cái defect xảy ra mức độ iteration. Đó, tương tự như vậy đi lên trên. Câu số 8 này. Câu hỏi của mình là cái nào dưới đây nó là cái test level? Test level nhé. Test level thì component iteration test, system test, acceptance test thì đáp án của mình là câu B này. Rồi, ở đây là mình có một cái bảng để mà so sánh giữa các cái component interim test và testing, nó có cái đặc điểm, nó có cái mục tiêu, cái loại test, có cái tài liệu test điển hình là như thế nào. Đó, thì mọi người có thể nhìn qua cái bảng này. Đối với component thì mình focus vào component. Đối với interim test thì mình để ý hai cái từ là focus vào cái sự tương tác cũng như là cái interface, cái giao diện của cái component và cái system. Đối với system thì mình liên quan đến cái behavior là cái hành vi, cái khả năng của toàn bộ hệ thống và sản phẩm đó. Rồi mình nhớ các cái đặc điểm đối với tech component thì nó có liên quan đến gì, các cái service virtualization này, các cái test hamlet, các cái stack driver. Đối với component của mình thì là đối với test tích hợp của mình thì mình sẽ tích hợp giữa các component, tích hợp giữa các hệ thống đó. Đối với cái system của mình thì nó liên quan đến specification, là khó, nó không gì, nó không đầy đủ này, nó không được hoặc là nó không được document, nó không được ghi ra đó, em vẫn liên quan system. Rồi thì ở đây mình sẽ thấy là ở các cái level nào thì mình cũng có năm function và function hết. Nên đối với đặc điểm là tech component của mình thì mình có một cái là liên quan đến cái structure. Đấy, component thì nó gắn liền cái từ structure đấy cả nhà. Và đây là đối với các cái tài liệu đầu vào để cho mình thực hiện quá trình test. Thì cái này cả nhà nhớ nhé, các bạn cả nhà nhớ, chứ mình cũng chưa có cái mẹo gì cho cái phần này hết, mình nhớ cái phần này. À, mình có thể suy ra một số cái tiêu biểu cũng được. Cái component thì nó liên quan đến component này, nó liên quan đến cái mức độ code này đó. Còn nếu mà integration thì mọi người để ý UK này, mọi người để ý interface này đó. Rồi mọi người để ý cái từ follow. Rồi đối với system của mình thì mình liên quan đến epic user story, rồi liên quan đến system và user manual. Cái này cũng là cái tương tự liên quan đến các type của test object, là các cái objective, là các cái đối tượng mà mình test điển hình. Component thì mình có gì? Component, unit, module, data structure. Đấy, các cái class mà mình viết trong code. Đối với tích hợp thì mình có một cái từ mới rất là gì, API, test API, tích hợp với
Microsoft hoặc là third party test tích hợp với cái bên thứ ba. Rồi đối với system test thì mình liên quan đến application này, liên quan đến phần cứng này và liên quan đến sự vận hành. Về cái môi trường ấy, thì mỗi một cái môi trường thì mình sẽ có thì mình sẽ mỗi một cái test level mình sẽ có một cái môi trường đặc biệt cho cái level đó. Đối với cái gì? Cái môi trường liên quan đến system á, thì cái môi trường đấy mình ít là nó tương tự và nó giống với cái môi trường và production là cái môi trường cuối cùng mà mình triển khai cái hệ thống đó. Đấy là liên quan đến system test. Rồi liên quan đến các cái bức điển hình thì nối với lại component thì mình có gì, liên quan đến cái function không chính xác, liên quan đến cái data flow, liên quan đến cái lỗi logic trong code hả. Đối với cái test tích hợp thì mình có thật sự là gì, không nhất quán về các cái tin nhắn này, rồi các cái lỗi về cái sự interface call này, cái lỗi về cái sự ràng buộc về các cái sự bảo mật. Đối với system thì mình sẽ có cái sự hình thành không chính xác, các cái behavior, các cái hành vi về function và non-function, và mình có cái cụm từ là end-to-end đã liên quan đến system. Và đây là đối với mỗi một cái level thì mình sẽ có những cái người chịu trách nhiệm khác nhau. Cái component thì thường là được thực hiện bởi developer đó. Còn integration test thì mình có hai level, một cái là component thì là developer, mà còn cái là integration system thì đi với tester. Đối với system thì nó là một đội test độc lập, và đối với mỗi một cái test level thì mình sẽ sử dụng các cái phương pháp tiếp cận khác nhau. Thì ở đây đối với component thì có hai cái đặc điểm, đó là gì, test first approach và test drive and development. Đối với integration test thì mình để ý cái từ Big Bang. Đối với cái system test thì cái kỹ thuật phù hợp mình sẽ sử dụng các cái kỹ thuật phù hợp nhất cho các cái khía cạnh mà cái system nó cần được test, nó cần để mà test. Thì mình có rất là nhiều các cái kỹ thuật khác nhau trong system ha. Rồi câu hỏi số 9 này, cái lựa chọn, cái mục tiêu, cái mô tả về cái mô tả tốt nhất về cái mục tiêu cho cái test level đối với cái môn phát triển phần mềm. Đối với cái môn phát triển phần mềm là gì, thì ở đây mình có là gì, mỗi một cái test level của mình thì sẽ có một cái mục tiêu test đặc trưng riêng cho cái test level đó. Đấy là bạn đang là decoding đúng không? Rồi câu số 10 này, cái component test thì nó còn được gọi là cái gì? Component thì mình nhớ là module này. Mình có thể nhìn đáp án đấy cả nhà. Mình chưa cái trò nhìn đáp án nhé. Thì ở đây nó bắt đầu mình thấy này, một nhiều này, hai nhiều này, sau bắt đầu mình thấy đến đây là câu gì? Câu nhiều mình sẽ đi trước. Câu nhiều mình sẽ đi trước. Sau đấy mình sẽ đến biến tách này, câu 3 này, câu 4 này. Thì ok mình thấy câu 3 trước đi, hay câu 3 sai đúng. Đó. Thì ở đây mình thấy câu 3 đúng luôn. Module, test component nữa lên con module. Vì thế mà mình sẽ không nhìn câu C luôn. Mình sẽ lấy câu A, câu B. Câu B này, câu B là câu câu gì? Tất cả đều sai luôn. Vì thế mình cũng loại câu B luôn. Đúng không? Và mình còn câu câu A này. Câu A ở đây là gì? Mình đi tiếp con 4, con 4 là system. System component. Có cái gì mà nó lạ dữ này, đúng không? Không đúng. System là system component đúng không? Thì thế là câu A sẽ là câu đúng. Mình nghĩ khá là nhanh đối với câu hỏi dạng để lựa chọn này, cả nhà để ý ha. Linh áp dụng khá nhiều lần về phương pháp này rồi thì thấy kết quả đều đúng nha. Cái test đi, cái test tích hợp ở trong một cái đó, để cho nên cái từ small hãy qua small đấy, quên này, chỉ cái nhỏ thì thôi đúng không? À, trong một cái quy mô nhỏ, kiểm thử tích hợp trong một cái quy mô nhỏ. Cái việc kiểm thử trong một cái quy mô nhỏ thì ở đây là cái gì? Test các cái component độc lập, cái mà được phát triển. Test độc lập thì không có đúng, đúng không? Mình đang iteration vậy. Đó, test cái sự tương tác giữa các cái module và các subsystem. Rồi mình test tích hợp thì mình nhớ được đấy, interaction interface đúng không?
Cái này là chỉ sử dụng cho component test. Cái mà cái phần của nó ở trên cái hệ thống hiện tại không muốn test cái sự interface tới một cái hệ thống khác. Thì ở đây mình thấy là đáp án của mình á, là đáp án B á, test cái sự tương tác giữa các cái mô đun cũng nhỏ. Trong một cái này là small mà. Đấy, phần nhỏ, được chưa? Thì mình sẽ không lấy cái này. Á rồi sẽ tầm bắn lớn mà. Vì thế còn có bi. Rồi. Ở đây mình sẽ đi đến cái test, acceptance test này. Thì mình để ý cái mục tiêu acceptance test của mình. Đó. Cái mục tiêu của mình ở đây là gì? Mình thiết lập cái sự tự tin. Mình validate nhá. Validate là mình kiểm tra xem cái hệ thống của mình nó đầy đủ và nó work giống như cái mong đợi của các bên liên quan stakeholder chưa. Rồi mình sẽ kiểm tra về cái tính và cái function và non-function, cái behavior của nó giống như cái của hệ thống, như cái đặc tả của mình. Thì ở đây mình sẽ có là cái acceptance test thì mình có mấy cái loại, đó là gì? User acceptance test này. Và test liên quan đến cái acceptance test liên quan cái sự vận hành, mình gọi operational acceptance test. Thì ở đây mình để ý cái đặc điểm này, đối với cái acceptance test của mình thì mình cái main objective của mình nhá, thì giai đoạn này mình không phải là team phát nữa, mà là mình gì, mình build cái sự tự tin về cái chất lượng sản phẩm đó. Cái này hay ở trong câu hỏi cả nhà, để ý cái từ này ha. Đúng. Đối với cái thứ hai đó là ý thứ hai, đó là liên quan đến test về sự chấp nhận về cái sự vận hành. Thì đây mình có mấy cái đặc điểm này, cả nhà có thể để ý những cái thứ này đó, liên quan đến test backup store, rồi liên quan đến install uninstall, liên quan đến test, liên quan đến load migration các kiểu. Thì ở cái môi trường đối với cái dạng này thì mọi người nhớ nó được thực hiện bởi đấy, cái câu này có cho đáp án này: Operational và System Admin Staff. Đó, cái này thay vì mình nói rằng cái môi trường kia mình chỉ nói là có từ mấy giờ thôi, thì test vận hành thì có phải là cái người thực hiện vận hành cái hệ thống, là cái nhân viên được hay còn họ là cái nhân viên admin của hệ thống. Rồi, ở đây mình đến cái môi trường, ở đây mình có cái test liên quan đến test về các cái hợp đồng với tiêu chuẩn chấp nhận. Thì cần cần check rồi testing ấy, acceptance testing thì mình sẽ thực hiện dựa trên các cái tiêu chuẩn chấp nhận ở trong cái hợp đồng của mình, và liên quan đến các gì, test liên quan đến cái regulatory, là liên quan đến các cái quy định á, thì mình sẽ tuân thủ các cái quy định về các cái của chính phủ này, các quy định về luật và các cái quy định về cái sự an toàn. Và cái đối với cái test về hợp đồng cũng là test về cái quy định này thì nó được thực hiện bởi user hoặc là bởi một cái test độc lập. Đối với test alpha và test beta thì mọi người nhớ cái đặc điểm đó là gì? Alpha được thực hiện tại cái site ở cái tổ chức phát triển, còn beta thì nó được thực hiện tại cái nơi vận hành của sản phẩm nhà mình luôn á, ở bên bên khách hàng luôn. Ở tại chính cái bên của khách hàng nha. Và đối với Alpha thì nó không được thực hiện bởi cái team phát triển. Nó phải được thực hiện, tất cả hai cái này nó đều thực hiện bởi khách hàng tiềm năng của khách hàng đang tồn tại. Cũng như là đối với cái này thì nó có thể thực hiện bởi một cái test team độc lập, đối với alpha thì có thể thực hiện bởi test team độc lập. Rồi đây là đối với những cái tài liệu đầu vào cho acceptance test này, và các cái test object, các cái đối tượng test điển hình cho mỗi cái level. Thì cái này cả nhà nhớ ha, nhớ với acceptance test thì mình nhớ cái keyword là business process này,
the business requirement này, các cái quy định này, các luật, các tiêu chuẩn này, các USK này. Rồi mình nhớ đến cái security, mình nhớ đến cái tài liệu về vận hành. Các cái lỗi của nó thì cái lỗi liên quan đến business process này, cái lỗi liên quan à cái test object của mình ấy, đó là liên quan cái business process này, rồi cái quá trình mà mình vận hành, mình tên sản phẩm này, rồi liên quan đến cái việc là cái data, cái việc tồn tại và convert cái data thành production đó. Đây là các đối tượng test, cái đặc trưng test, đặc trưng test. Mình có các cái lỗi điển hình, các cái lỗi về system workflow này, không meet với cái business requirement này, cái business rule này, cái non-function này, đó là điểm của các system test, các lỗi điển hình của các system test. Và đây mình có một số các cái phương pháp tiếp cận và cái trách nhiệm. Thì ở đây acceptance test thì mình thể xảy ra ở cái thời điểm là khác nhau. Ví dụ như trong nó có thể xảy ra khi quá trình mà mình thực hiện, mình cài đặt hoặc mình tích hợp. Nó cũng có thể xảy ra ở trong cái cuối, mỗi cái cuối của cái lần lặp này. Đó. Và nó cũng có thể xảy ra ở cái sự sau khi mà mình hoàn tất hoặc là mình đóng luôn một cái lần lặp của mình, hoặc là sau một cái series, sau một chuỗi các cái lần lặp mình quyết định triển khai thì mới test hành, tiến hành acceptance test. Câu hỏi số 12 này. Cái nào sau cái main objective của user acceptance test? Cái nào là cái main objective? Thì cái main objective của mình nó là build tự tin cũng đúng rồi này, cái nào cũng có build tự tin hết á. Đối với cái câu 12 này á thì cái câu của mình là gì, mình xây dựng một cái sự tự tin rằng là user có thể sử dụng cái hệ thống mà nó meet ấy, là nó phù hợp với yêu cầu của họ, nó đầy đủ cái tài liệu requirement, cũng như là để thực hiện cái luồng nghiệp vụ với một cái sự khó khăn ít nhất, có nghĩa là giống như dễ dàng, chi phí ít nhất đó. Còn câu B ấy, thì đáp án của mình ở đây là câu A luôn này các nhà. Câu B ấy, thì nó lại build một cái sự tự tin rằng là cái người mà cái người vận hành á, và cái admin của hệ thống có thể giữ giữ cho cái hệ thống này nó làm việc một cách phù hợp hợp lý cho cái user ở trong môi trường vận hành, cũng như là đi trong cái điều kiện khó khăn thì không, không có phải đúng không? Rồi câu C là liên quan đến cái sự build tự tin rằng là cái hợp đồng và cái tiêu chuẩn nó được đạt được, thì cái này không phải là cái main objective, không phải cái main nhé, là cái main objective của mình là cái trên này này, cái này chỉ là một phần á, phần nhỏ cái liên quan đến test hợp đồng, test các quy định. Còn câu đi là nó build cái sự tự tin rằng là các cái khách hàng tiềm năng, khách hàng đã tồn tại rồi, cũng như là các cái người mà tham gia vận hành ấy, thì có thể sử dụng cái hệ thống ở cái normal, ở cái môi trường normal, môi trường bình thường hàng ngày. Thì cái mục tiêu của mình về acceptance test đó là gì, cái mình phải phù hợp được với cái yêu cầu mong muốn của người dùng đúng không? Phải meet với cái expect của người ta đó, cũng như là đáp ứng được tất cả các tài liệu gì của mình rất đầy đủ. Thì đáp án của mình là câu A. Câu 13 thì cái nào dưới đây nó là cái main objective của cái việc là test test chấp nhận ở vận hành ạ, operational ạ. Thì câu A của mình là gì? Build cái sự tự tin rằng là cái user user có thể sử dụng cái hệ thống meet với
cái mong muốn của họ này. À, nó giống câu trên đấy. Câu bi của mình là câu bi của mình là liên quan đến bi với sự tự tin. Câu bi của mình là bi với sự tự tin rằng là cái ông operational à, cái này nè đó, vận hành thì nó liên quan đến cái đặc trưng đúng không? Đấy, operator và system admin đó, liên quan đến vận hành. Mình đang làm B. Câu C là build tự tin để contract tour, nó liên quan đến có một cái loại này là contract tour, test hợp đồng là một cái loại khác nữa đấy. À, câu mấy câu này tương tự ha, đáp án của mình là câu B. Đây cả nhà nhớ kỹ vậy, là đối với operational acceptance test thì nó phải là cái user operation operator và system administrator. Nên test liên quan đến việc vận hành và triển khai đấy. Rồi câu 14 này, cái component testing thì nó focus vào cái gì? Component testing thì nó là tích hợp giữa các component thì nó là gì? Nó là interaction interface between component, thì thế là đáp án B. Đó. Rồi, câu 14 của mình là cái system. System testing thì focus vào cái gì? System thì nó phải đi với system đúng không? Nó liên quan đến cái sự validate này. Cái sự validate. System integration testing. System là một cái giai đoạn mà khi mà hệ thống nó đã hoàn thiện rồi, đúng không? Thì là câu A của nó là gì? Integration interface thì hai cái này là của test, là đặc điểm của test integration ạ. Thì ở đây nó có thể between cho system này, backend và microservice, thì đây là cái này đúng này. Còn này là component thì không có đúng. Còn cái này là validation thì nó là system testing chứ nó không phải là system integration. Rồi, còn cái này nó liên quan đến cái khả năng và cái behavior của toàn hệ thống thì cái này cũng là thuộc system. Thì nó bắt đầu nhá. Ê. Rồi câu 16 và câu 17, alpha thì gần hơn, beta thì xa hơn, A với B đó. Thì alpha thì ở đây mình thấy tất cả được thực hiện bởi cái khách hàng. À, khách hàng tiềm năng, khách hàng đã có rồi đúng không? Nhưng alpha thì thực hiện ở trên môi trường của development organization, là cái môi trường phát triển. Còn beta là thực hiện bởi cái liên quan đến cái môi trường của khách hàng á, là environment, và cái môi trường nó gần giống như môi trường production á. Đó, vì thế đáp án của mình á, ở đây sẽ là đáp án D đúng cả nhà. Nên là cái thực hiện bởi à đây nó phải thực hiện bởi cái khách hàng tiềm năng hoặc là customer, và thực hiện ở trên đây, đây cái từ này mới đúng đấy cả nhà. Cái này là môi trường, cái này là cái giai đoạn là level system test. System test thì môi trường mình expect là môi trường giống như môi trường production. Còn cái này nó là môi trường thực hiện ở trên level của họ. Đó. Rồi câu 18 này. À, cái nào dưới đây là cái main objective alpha test và beta test? Main objective bên alpha test thì nó thuộc cái của cái giai đoạn là liên quan đến ở giai đoạn test chấp nhận á, alpha test và beta test. Thì cái mục tiêu ở đây á thì nó ghi rằng là bốn cái đáp án này nó giống như đáp án của câu hỏi trước á, nhưng ở đây nó liên quan đến cái gì? Mình nhớ cái từ là alpha test và beta test là nó được thực hiện gì, xây dựng tự tin bởi cái gì, cho cái khách hàng tiềm năng và khách hàng đã có đúng không? Đấy, rằng là cái system nó có thể sử dụng bình thường hàng ngày. Đó, thì mình nhớ cái từ này alpha acceptance test này này. Đó, thì nó đi với cái từ là liên quan đến khách hàng tiềm ẩn, khách hàng tiềm năng, khách hàng đã tồn tại. Đó, vì thế các bạn mình đã cố đi. Đó, học nhau mình nhớ kỹ một hơn.